Dạ, xin chào cả nhà, chào cô chú bác anh chị đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube của Dòng Sự Kiện. Thì một thông tin muốn cập nhật cho cả nhà về câu chuyện chị Hồng Loan đi diễn kịch cả nhà. Và hôm nay trên trang cá nhân, chị Hồng Loan cũng mới vừa có một thông báo để gửi đến cảm ơn gia đình đã yêu thương Hồng Loan cùng với Linh Thị Bích Trâm. Thì em xin đọc một cái đoạn thông báo của chị Hồng Loan gửi cả nhà như sau nha. Gia đình nhỏ con cùng các anh chị Linh Tý Bích Trâm xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã yêu thương, ủng hộ và dành nhiều tình thương cho anh em tụi con trọn vẹn với nhiều niềm hạnh phúc từ mùng 1 đến mùng 9. Con xin được cảm ơn tổ nghiệp, tổ nghề và ba đã soi đường cho anh em tụi con được nhiều thành công trong công việc. Quý lắm những tấm chân tình của đại gia đình to bự của anh em tụi con. Thì dưới đây là những cái tấm hình liên quan đến chị Loan vào cái buổi diễn kịch vào ngày mùng 9 Tết đó cả nhà ha. Hôm nay là có thêm bé Ken rồi bé Bun đi cùng với mẹ luôn. Rất là tuyệt vời cả nhà ha. Đây những tấm hình rất là đủ màu sắc, đủ nét. Và trên tay chị Loan thì có cầm những bông hoa, những đóa hoa của khán giả và những cái túi lì xì rất là nhiều cả nhà ơi. Và khi về nhà thì chị Loan dành tất cả những cái đóa hoa này dâng lên cho người ba của mình, đó là cố nghệ sĩ trước bàn thờ. Giống như kiểu như là ba của mình đi diễn về và có những cái đóa hoa của khán giả đó anh, chính xác luôn là điều đó. Đó thì mình cũng cập nhật cho cả nhà và kèm bên đó là những cái phong bì lì xì may mắn của năm. Nó may mắn thôi nhưng mà đó có thể là bằng mấy tháng lương của người bình thường đó cả nhà. Trong đây mình thấy luôn á, tiền Việt có nè, rồi tiền nước ngoài có nè, những cái số tiền mình gọi là lọc, rất tuyệt vời cả nhà ha. Một người mà không biết gì về diễn xuất nhưng qua một sự đào tạo của anh chị đó, rồi sự linh ứng của cố nghệ sĩ đã phù hộ cho con gái của mình, đó là chị Loan, để đi diễn phục vụ cho bà con cô bác, đáp lại tấm chân tình của mọi người dành cho cố nghệ sĩ. Và cũng là một phần khỏi tránh một cái lịch sử gọi là nhớ nhung ba, nên Hồng Loan đi diễn là đúng ha. Và ngoài những cái diễn kịch này thì Hồng Loan còn có ra mắt những cái MV và những cái bộ phim sắp tới cả nhà. Thì sắp tới đây công chiếu bộ phim Sáng Đèn là sẽ rơi vào tháng 3. Do lịch trình Tết công chiếu phim Sáng Đèn nó trùng với những cái bộ phim đang được ăn khách, nên nhà sản xuất bên phim Sáng Đèn quyết định là sẽ dời cái ngày trình diễn phim lại vào tháng 3. Thì cả nhà cũng nhớ ủng hộ cho phim Sáng Đèn nha. Thì đây là những cái hình ảnh liên quan chị Loan và khán giả cũng rất là nhiệt tình để ủng hộ cho chị Loan xuyên suốt từ mùng 1 cho đến mùng 9 Tết. Một tấm hình của đạo diễn Quốc Thảo với khán giả cả nhà. Đây là những diễn viên trong kịch Quốc Thảo tại sân khấu Phú Nhuận. Là hình ảnh của Hồng Loan và bé Su. Cũng liên quan đến câu chuyện nghệ thuật đó cả nhà, thì hiện tại cô cháu gái thì cũng đang nằm im chờ thời, tại vì Tết giờ là chỉ đi thăm bà con cô bác dòng họ và hát cho cả nhà cùng nghe thôi, chứ thực chất là cũng chưa có hát cho công chúng nghe được những bài hát gì, hay là đứng trên sân khấu để cùng với mọi người để trình diễn, để đón giao thừa, hay là hát những ca khúc mừng xuân, hoặc là đi đến những cái tụ điểm để hát cho bà con, phục vụ văn nghệ vào đầu năm mới. Thì cô cháu gái cũng lên chia sẻ những thông tin như vậy thôi, nghĩa là chưa được ai dám mời trong đầu năm, và không biết là cái chương trình này có được kéo dài lâu không đó. Cô gái cũng đang rất là lo lắng cả nhà ha. Và câu chuyện mà cô cháu gái là muốn buông bỏ thì không biết là có buông thực sự hay không, hay là cũng là một cái chiêu trò để đánh lừa mọi người, làm cho mọi người phải sao lãng đi cái chuyện sao kê, cái chuyện tiền phúng điếu. Nhưng mà mọi người trên mạng thì các nhà thấy đó, rất là trí thức, họ luôn rất là thông minh, họ luôn nhìn nhận ra những cái gì mà cô cháu gái đăng lên. Chẳng hạn như những cái câu cô cháu gái nói là cá bơi ngược dòng là cá sống, câu chuyện đó bình thường, nhưng mà với điều kiện là cô cháu gái này họ phải làm thực sự, phải làm thì mới có ăn. Chứ bây giờ mà không làm mà suốt ngày chỉ lo mơ mộng, lo đi kiện tụng đến những câu chuyện của Hồng Loan thì sự nghiệp của cô gái coi như là tiêu tan. Và một điểm mình nhấn mạnh cho cả nhà biết về một câu chuyện là cô cháu gái này rất là khôn,
khôn và khôn lanh luôn đó nha. Thay vì những cái vấn đề liên quan đến cô gái là đòi nhà thì toàn là hứa với cô cháu gái, cậu Năm có bao giờ hứa với cô Sáu đâu. Nhưng mà khi mà làm đơn khởi kiện á, thì người khởi kiện là chính là mẹ cô cháu gái. Tại vì mẹ cô cháu gái là thuộc U60 nên khởi kiện như vậy á, là sẽ không tốn phí khởi kiện, không tốn phí nộp cho tòa, nên rất là mạnh dạn đi khởi kiện. Nhưng mà hồi đó giờ thì chỉ nghe phong phanh là tin từ anh chị trong nghề họ là họ biết á, là cô cháu gái là chỉ là nộp đúng một cái thông tin thôi, đó là đơn khởi kiện thôi. Chứ còn những cái gì mà chứng cứ liên quan đến Hồng Loan, liên quan đến căn nhà thì cô cháu gái không có, hoặc là có không dám nộp. Tại vì đó là giữa cô cháu gái với cậu, còn cái chuyện mà giữa mẹ cô cháu gái với cậu thì không có chứng cứ gì hết. Nên phát sinh cái những câu chuyện liên quan đến là chữ ký với khai xanh, hủy với khai xanh, rồi những câu chuyện lùm xùm khác mà cả nhà đã thấy xuyên suốt từ từ tháng 3 đến nay các cả nhà. Thì đó là những câu chuyện mình muốn chia sẻ cho cả nhà là như vậy. Thì hôm nay là ngày mùng 10 Tết cả nhà. Thì cũng là nhân gian gõ câu là ngày vía thần tài, nên Má Tư cũng có khai trương ngay ngày hôm nay. Thì trên trang cá nhân của Má Tư cũng xuất hiện một cái thông tin như sau, đọc cho cả nhà cùng theo dõi luôn. Mùng 10 khai trương, năm mới cài tiếp, bằng công sức của mình để cho cuộc sống có ý nghĩa, chứ sống mà muốn chiếm đoạt những cái không phải của mình cũng chẳng có được đâu. Thì đó là một cái lời thông báo của Má Tư trên trang cá nhân, và cũng là một cái thông điệp muốn gửi đến cho bên kia, bên phía những người mà muốn không làm mà có ăn, thì chúng ta phải nên nhìn nhận lại. Đó là những thông tin mà mình cũng cập nhật gửi lên cả nhà trong cái bản tin về chị Hồng Loan. Rồi sắp tới đây là ngày 14 tháng Giêng, tức là khoảng ngày 23 tháng 2, tháng 2 thì chị Loan có tổ chức đám giỗ đầu cho ba mình. Thì sẽ mời một số anh chị, đồng nghiệp hoặc là những người yêu thương, khán giả gần xa đến để thắp hương cho ba và chị ăn cũng khán giả. Nhưng mà chị Hồng Loan thông báo một điều đặc biệt là chị Hồng Loan không nhận quà quyên góp nha cả nhà. Không nhận quà quyên góp để tránh lặp lại những cái tình huống xấu mà đã xảy ra xuyên suốt trong thời gian vừa qua. Khi cô cháu gái tự cho mình là có quyền hạn trong mọi việc để đi nhận tiền quyên góp, rồi đi ký hợp đồng các kiểu. Đó thì hôm trước thì cũng có nghe một số anh em làm clip nói về câu chuyện là con que nó có một cái nhóm kín là muốn nhận quyên góp từ khán giả đó cả nhà. Thì sau khi Hồng Loan đăng thông tin này thì những clip mà liên quan đến âm thầm kêu gọi quyên góp đã được xóa đi hoặc ẩn đi. Đó thì nói chung là đó cũng là một sự manh nha của bên kia, nó muốn kích động, nó muốn làm xấu Hồng Loan, nói là Hồng Loan cũng chẳng khác gì ve, suốt ngày cũng nhận quyên góp thôi. Nhưng mà trên thực chất thì Hồng Loan không hề kêu gọi quyên góp, thông qua một cái thông báo mới nhất của Hồng Loan liên quan đến chuyện là chỉ nhận những cái nén hương tấm lòng của khán giả từ xa, không kêu gọi quyên góp hay cả nhà. Thì cái thông tin mình cập nhật cho cả nhà về câu chuyện Hồng Loan và câu chuyện đám giỗ.